Alo, xin chào các bạn. Trong cái video hôm nay mình sẽ làm mình sẽ cài đặt một cái số tiếng trên cái hộp VOX này. Bởi vì sẵn tiện là có một cái người anh đang học trên cái trang được guitar online đang có sử dụng cái hộp này và đang nhờ mình làm tiếng. Thì sẵn nhân tiện đó mình chia sẻ cho các bạn cái cách cài đặt một cái số sao tiếng này. Và mình nghĩ cái hộp này nó là một sự lựa chọn tốt cho những các bạn nào mà đang tập đờn hoặc thậm chí đi show giống như mình. Cái giá thị trường của nó dao động khoảng hơn 2 triệu nếu như các bạn mua mới. Thì đó là mình nghĩ là một sự lựa chọn tốt cho các bạn. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu đi vô cái phần chính của nó, đó là set cái bộ tiếng. Ok, đầu tiên thì giới thiệu sơ qua cái hộp tiếng này. Cái này là cái volume nè, cái pedal đó, nhỏ nhỏ nè, to, nhỏ lại, to lên, mất đi nè, to lên lại nè. Ok, rồi các bạn muốn chỉnh dây thì nhấn hai cái này nó ra, nhưng mà cái này nó vẫn còn âm thanh đúng không? Các bạn muốn cho nó mất âm thanh luôn luôn á thì các bạn giữ lâu một chút để cho hai cái thanh ngang nó đi xuống phía dưới, rồi nó xuống dưới nó sẽ mất âm thanh thì nó vẫn hiện ra cái tần số để mình chỉnh. Ok, đó là cái cách chỉnh dây lên dây, xong mình nhấn một cái nó đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vô chỉnh từng tiếng nha. Ok các bạn, đầu tiên là mình sẽ chỉnh một cái tiếng normal, có nghĩa là cái tiếng mà là guitar đệm. Ok, trước khi chỉnh một cái gì đó các bạn nhấn chữ edit nè, nhấn chữ edit. Rồi cái khi mà cái chữ edit hiện lên là cái tần số nó cái chữ này nó nhảy đúng không? Khi nhấn chữ edit nó mất đi. Edit là bắt đầu chỉnh sửa, nó đang nhảy, nó chờ mình để chỉnh sửa nè. Các bạn quay, bắt đầu quay cái này. Cái này là cái quan trọng nè. Khi mà không edit á thì cái này là nó đang sử dụng cho cái số bự, cái chữ bự nè đó. Khi mà không edit nó sẽ sử dụng cho cái chữ bự đó, đó là hard rock thí dụ vậy, hard core. Rồi cái này là da blue, cái này là pop, cái này là da fusion thí dụ vậy. Đó là những cái tiếng mà nó set sẵn cho mình thì đương nhiên nó sẽ hay, nhưng mà nó không tiện dụng cho sự chọn lựa sử dụng sau của mình. Rồi thì mình bắt đầu đi vô chỉnh sửa theo cái tiếng của mình. Thì bắt đầu nhấn chữ edit thì những cái chữ nhỏ này nè, nó là một hiển thị những cái chọn cái mình chọn, ví dụ như reverb, delay, hay là arm, driver, hay là low, là bass, hay là trap đó, để mình chỉnh sửa xong mình lưu lại. Rồi bắt đầu mình quay cái này. Ok. Rồi cái phần pedal đầu tiên là chữ B pedal thì mình không cần thiết, mình tắt đi cũng được. Rồi tiếp theo có một là arm driver, là mình chọn chỉnh mình muốn, mình thích cái tiếng nào thì mình nhấn lên xuống đây, nhấn lên xuống đây để mình chọn này. Đó, có nhiều hệ tiếng. Rồi thì bây giờ mình làm một cái tiếng driver trước, rồi mình lấy cái tiếng lúc đầu C3. À, các bạn nghe. Ok, mình sẽ chọn cái tiếng này đi. Từ một cái tiếng này để mình lưu ra một cái tiếng khác nha. Rồi mình sẽ chọn cái phần driver là cái C3 này, C nhỏ. Rồi low. Phần low là mình sẽ chỉnh bằng cách này nè. Một là mình quay những cái này. Khi mà mình đã quay được nó rồi đó thì mình chọn vị trí nào cố định, thí dụ để mình để 50 hết đi. Đúng không? Khi mà mình mới chọn á, ví dụ mình ở phần driver mình chọn lên là nó không hiển thị trên cái tần số đó. Nó chỉ để cho low thôi, mình không biết nó như thế nào. Buộc mình phải quay. Đúng không? Đó. Khi mình quay thì mình kiểm tra nó bằng cách này nè. Đây là cái mục thứ nhất của cái này. Nhấn cái nữa nó là thuộc về cái này. Đó các bạn nhấn về, nó thuộc này. Nhấn về tiếp, lưu về tiếp nó là low. Rồi. Thì low đó mình để khoảng 50 hết đi. Phần 2 này cũng vậy luôn. Hay là trap đó, để 50 luôn. Đó, 50 đi. 50 nha, 50 51 gì đó cũng được, cái này 48 49 50 y chang vậy luôn. Rồi, kiểm tra nè. Nó rồi cho nó về 2. Xong rồi cho nó qua phần cabinet. Mình để cái cabinet này là
tùy vô cái mình muốn cái nào cũng được, tìm thôi. Thấy cái sound này hợp với mình đấy. Rồi để cái này đi. Rồi qua cái này là cái mode này là chưa cần tới, đó là một cái kiểu tiếng sao tiếng, thì dụ flanger, tiếng chorus hay là tiếng wow, ví dụ như vậy. Thì mình chưa cần cái tiếng normal này, chưa cần, nó off nó đi. Còn nếu như mở nó thì nhấn cái này, off nó thì nhấn hai cái. Ok, rồi qua delay. Delay delay này trong cái tiếng này không cần. Còn nếu như cần delay thì các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn chỉnh trong một cái tiếng khác. Tiếng này mình không cần. Ok, rồi qua reverb. Reverb này là để 50-50 hết đi. Rồi cái phần noise 50 luôn. Noise là phần độ dơ á, dơ là gì đó. Cái hộp này được dùng tốt, ok, nó không có dơ nhiều. Cái tiếng này nó không có dơ nhiều. Rồi qua cái này không cần, các bạn cứ để thôi. Cái này cái chữ này GBL này, cái này cho nó, cái này nó to nhỏ nè, mất đi, to lên, to hết cỡ đi. Cái này là chính của phần bên trên. Okay. Rồi, right nó lại đi. Nhấn lưu nó lại, nhấn hai cái. Khi nó ra cái chữ CB này nó đã lưu rồi đó. Nhưng mà đang ở mục chỉnh sửa thì nhấn edit nó đi. Rồi, từ cái tiếng này, đúng không? Mình nhấn edit nó để mình lấy cái tiếng này. Mình lấy cái tiếng này để mình sử dụng cho một cái sound khác. Mình thêm cái phần cái kiểu khác thôi, nhưng mà mình vẫn lấy cái tiếng gốc đó. Mục đích để làm cái gì? Cho cái volume nó không có thay đổi. Có nghĩa là từ cái tiếng này đi qua tiếng kia, cái volume nó không đột ngột to lên, tại vì nó cùng hệ. Mình chỉ còn chọn khác kiểu này thôi. Mình vô mình sẽ chọn sao, mình sẽ chỉ sao các bạn. Rồi, nhấn chữ edit này. Xong các bạn cho nó lên U2 đi. Ok. Đó, nó cũng sẽ cùng volume. Mình chỉ vô việc chỉnh sự chorus thôi. Mình thích cái kiểu nào, thí dụ chorus hay là wow hay là kiểu gì. Rồi, chorus này. Này là chorus nè. Mình để cái này khoảng 20 được các bạn, 15, 20. Cái này là khoảng cỡ 70 cũng được. Đó, cái tiếng này hay rồi đó. Đó, cái tiếng này hay nè. Chọn thêm một cái kiểu khác nào đó đi. Ok. Cái này đi. Đó, hay rồi đó. Ok, rồi những cái này đã chỉnh rồi. Rồi, các bạn lưu nó lại. Nhưng mà nhấn lên U2 để lưu tiếng chorus. Ok, nhấn edit đi. Như vậy là mình đã được 2 tiếng rồi. Tiếng này tiếng nọc mà anh. Rồi, tiếp theo là tiếng chorus. Ok, bây giờ mình sẽ qua một cái tiếng phơ nha, tiếng distortion á, tiếng để mình solo. Thì mình cũng làm như vậy luôn. Mình nhấn edit đang ở U2 thì mình nhấn lên U3 để làm trên cái hệ tiếng đó, trên nhưng mà trên một cái nền tảng khác. Rồi, mình bắt đầu đi vô chỉnh sửa. Cũng quay về lại từ đầu. Cái này bên anh không cần tắt nó. Rồi qua cái này thì mình chọn cái hệ tiếng nào mình thích. Nhưng phải phơ nha, đang dùng phơ, đang sử dụng phơ. Đang chỉnh sửa cái tiếng phơ nào đó để solo. Rồi mình sẽ lấy một cái hệ tiếng mình hay dùng là cái tiếng này nè. Đó. Chỉnh low là cứ để nó 50-50 hết đi, y chang vậy, giống y chang một cái hệ tiếng từ đầu. Rồi cabinet này mình sẽ chọn theo cái này đi. Rồi cái này mình hay dùng nè. Thì các bạn tùy theo ý của các bạn thôi, muốn dùng kiểu nào tùy theo cái tai nghe của mình. Rồi qua cái phần mode này mình tắt nó đi, tắt nó, nhấn hai cái nha các bạn.
Rồi. Rồi nó chưa có delay. Rồi qua delay nhắn nè. Delay nó đang off, mình nhắn hai cái cho nó bật lên. Nhắn mình hay sử dụng y hay là cái gì cũng để cái này hết 50 hết đi. Rồi các bạn nghe nè. Đó. Đó, cái tiếng như vậy là hay đó. Ok, mình lưu nó lại. Mình lưu nó lại là mình chuyển về chữ right hết nha. Lưu lại. Oh no no no. Nhắn lên chữ U3. Đó, lưu lại. Rồi, chữ CB nó ra là lưu lại rồi đó. Rồi mình kiểm tra lại cái hệ tiếng nãy giờ mình vừa sử dụng. Đây là tiếng normal. Đây là tiếng chorus nè, tiếng clean đó. Rồi qua tiếng solo. Tiếng solo thì nó phải to hơn bình thường chút. Nếu như mình muốn cái volume nó nhỏ lại, nhắn chữ edit này và nhắn chữ global nè. Vì chữ GB là cái chữ này nó viết tắt nhưng mà nó có sử dụng volume. Các bạn để này nè. Đó. To hay nhỏ như thế nào đó tùy mình. Mình để khoảng cỡ 80 đi cũng được. Xong rồi là nhắn về chữ right. Kéo nó về right mình lưu nó lại. Ok, đang ở U3 rồi đó. Rồi. Đó, nó không bự hơn so với cái tiếng đồng bên nè. So với cái tiếng clean này để chuẩn bị qua nó. Ok. Ok, tiếng này tốt rồi. Rồi, bây giờ mình qua một cái tiếng override. Cái tiếng này, cái tiếng phơ nhẹ 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 đó các bạn. Rồi, thì mình cũng chỉnh sửa từ cái tiếng gốc nền đó, tiếng U3 này. Nhắn cho nó qua U4. Bắt đầu mình quay về đây, mình chỉnh sửa tiếp. Bắt đầu chọn hệ tiếng đi. Đó, rồi nhẹ thôi. Rồi, cái lúc nãy là bass tape đã để cân bằng hết rồi đúng không? Cái lợi của lấy từ một cái tiếng đó qua làm một cái tiếng khác, nó chuẩn lắm. Có nghĩa là mình đã làm một cái tiếng chuẩn theo của mình rồi thì những tiếng y chang còn lại nó cũng giống vậy. Mình chỉ cần chỉnh sửa cái hệ này thôi, chỉnh sửa cái kiểu nào đó mình thích, ví dụ như là driver hoặc là tiếng distortion hay là tiếng normal, nó vậy nó rất là tốt. Chứ không nên chọn một cái, thấy cái tiếng hay nào đó tìm trong này mà chọn một từ chỉnh sửa, lấy một cái tiếng gốc đó mình chỉnh hết toàn bộ những cái tiếng còn lại. Rồi tôi qua tắt cái kiểu này đi, lúc nãy nó có cái kiểu rồi, tắt rồi. Đó, thì bass tape nó đã chuẩn hết rồi nè. Thấy không? Giống như một cái kiểu mình thích. Rồi mình qua mình à. Tắt cái delay nếu như nó nhiều quá, ví dụ gì? Giảm nó xuống. Lúc nãy là ở đây nó là 50 thì mình sẽ xuống đi. Ok, reverb. Reverb cứ để đi không sao. Rồi. Lưu nó lại thôi à. Nó là U4 đúng không? Nhắn lên U4 lưu nó lại. Rồi, nhắn edit này thoát đi.
Rồi, cái này là tiếng first solo. Tiếng này tiếng override này. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái tiếng mà lúc trước mình sử dụng nó để đánh cái bài Frontman của Jack Tamarat. Ok, quay về drive. Xong các bạn chọn theo cái hệ tiếng đó. Như H8 nè, rồi. Bass thì lên, cho nó lên khoảng 60. Bass cũng vậy luôn. Hay, lên phần hay đi. Cái volume nè, cái volume cho nó lên hết cỡ đi. Cho nó lên luôn, rồi, còn low. Còn low nó lên khoảng 60. Rồi, cái là phần 2. Lên 2 nó cũng lên khoảng dao động khoảng đó. Lên khoảng 60. Rồi, cabinet để U2 luôn. Xong tới mode. Kiểu này tắt nó đi. Rồi, delay. Delay cái này để khoảng 50 hết đi. Rồi, reverb để 50, ok. Noise này khoảng 50. Nó có một nút thôi. Rồi, cái phần cái volume này cho nó lên bên này hết luôn. Rồi, xong rồi nó lại cho U5 nha, rồi. Đó, như vậy. Tiếng này là cái tiếng mà ngày xưa lúc mình đánh cái bài Jack Tamarat là sử dụng cái tiếng này. Vậy là mình đã có một cái tiếng của thêm một cái tiếng cho cái hộp này. Cái tiếng này rất là hay, rất là hiệu quả.